Ông chính là đi ra chạy có cá rồi cho con lấy mới về kho tiêu ăn ơi. Ta nói hồi sáng này nè, trong bụng ta sao nó hồi hộp quá trời quá đất đi. Dạ. Cái dạy mới có mấy chài sao ta thấy ta làm biến quá. Thôi nhưng mà cũng được, mớ cá lim như mớ cá cá chốt. Cũng vậy ăn thì ông chính lấy về cho. Rồi vậy thôi, cho ông xin mớ cá chốt rồi về kho tiêu ha. Rồi. Ủa? Ai mà đi cà bơi đầu ngõ. Ủa? Giống thằng Phong con sáo lời dữ ta. À đúng rồi. À! Ông chính ơi, thằng Phong cháu ngoại ông gì anh nè. Ai? Thằng Phong. Trời ơi đúng rồi, trời ơi. Không phải. Không phải. Ôi trời, nó gì kìa, nó gì trời. Không phải, không có gì. Trời ơi, tội cha mày. Dạ không ngoại, khỏe không ngoại. Trời ơi, tôi lớn đại vậy nè, trên đi đường ngoài đường chắc tôi nhìn không ra đâu. Đẹp trai dữ ha. Dạ, con vô ngoại đây, đưa đem đồ vô nhà. Dạ, rồi ngoại. Dạ, con chào cô. Cô không nhận ra, trời ơi, nó không nhận ra con kìa. Cô Tư Thêm nè. Cô Tư Thêm nè. À, con chào cô Tư. Mày không nhận ra, trời ơi, trời ơi, lớn đại dữ ta. Dạ. Nói hồi nào có chút chiếu mà bữa nay tôi nè, đẹp trai dữ, khỏe mạnh. Đúng là giờ thanh niên thành phố nha. Dạ. Đi hồi mấy giờ này tới sớm dữ rồi con. Dạ con đi sáng sớm con. Ôi vậy hả? Dạ. Được, ngồi đây ngồi uống nước. Dạ. Nè uống đi. Ủa mà sao lâu quá không thấy má ba má làm gì thăm ông ngoại? Dạ ba má con ba má con cũng bận lắm cô Tư ơi. Vậy ha. Dạ. Chàng ơi lúc này chắc mừng ăn dữ rồi, chắc giàu dữ ha, giàu dữ á. Dạ cũng bình thường thôi cô Tư. Dạ yeah. Dạ trời ơi dễ thương quá đi, trời đẹp trai ghê, trời nhỏ lớn đẹp trai dữ. Cô Tư khỏe hả cô Tư? Ừ khỏe. Dạ trời lâu quá con không gặp cô Tư, con không nhớ. Cô Tư nhớ hồi nhỏ con về đây chơi với ba má con đó. Con qua bên nhà má xây lúa cô Tư á, con chơi vui quá trời luôn. Trời ơi cái con qua mấy bờ mía ở sau nhà máy cô Tư, con bẻ mía con ăn á. Hồi cuối cùng con ham con chạy rút vô trong, hồi con không biết đường ra. Con khóc ré lên, cũng may nhà của cô Tư qua, trời cô ơi, Tư tao, đưa con về. Tao dẫn mày về, trời ơi, tao nó khóc quá, trời ơi, đất nó xước đầy mình đầy mẩy. Dạ. Không có cô lọt cha nó xuống mương rồi, dạ. đúng không? Dạ, đúng rồi. À, cô Tư, cái nhà máy xa lúa của cô Tư á, lúc này sao cô Tư? Mẹ Tư, mang bớt cá này con. Dạ. Thôi, đi về. Dạ. Con đi về. Cảm ơn chính nha, bao nhiêu tiền cho con trả gửi? Trời ơi, bạc gì con mơ ca, mai mốt có nhiều tao tính gấp đôi. Thôi vậy ha, có rồi tính gấp đôi bù lại ha. Bù lại. Thôi cô Tư gì à? Dạ. Chiều rảnh rồi cái chạy qua bển cái ta hái cho mớ dừa, trời dừa lửa ngọt dễ sợ. Dạ. Rồi nó có hàng dừa lửa bển nó dạ, thôi về dạ. Thôi, gì có gì nha. Dạ, cảm ơn cô Tư, có gì chiều à? Con à, ở bên kia có thiếu người, có gì cũng chạy con phụ với cô Tư làm. Hát cô Tư ha. Thôi về nha. Thôi cho cái giờ gửi lời thăm ba má con dạ. Mới hãy rảnh rồi về thăm ông ngoại ha. Dạ, về nha. Dạ. Không. Dạ. Con về đây là ba má con sao không về? Ngoại ơi, sao con chán ba má con lắm. Sao mày chán? Chà ba má mày mà mày chán. Ngoại biết không? Sao? Con hả lúc lại ba má con không thèm đếm xỉ tới con hết trơn. Kỳ cục vậy, ba má mày không đếm xỉa tới mày vậy mạnh, là sao? Mạnh ba con đi, mạnh má con đi. Ông ngoại biết không, nhiều bữa hả con đi học về á, con thấy nhà trống trơn không ai hết trơn. Con vô con đói bụng quá con lục cơm nguội ăn không có hộp cơm nữa. Con phải ra ngoài tiệm, con mua cơm tiệm con ăn luôn ông ngoại. Trời đất ơi, tác tệ dữ vậy sao? Bao nhiêu gia đình tan vỡ cũng vì cái chuyện thay đổi này nè. Mà cái tụi này nó mù rồi sao mà nó không thấy không biết. Sao kỳ cục vậy cả. Bây giờ con nói đây ngoại mới biết nè. Chứ trước giờ ngoại nghĩ rằng cái gia đình của con là hạnh phúc lắm á. Bây giờ sao? Trời đất ơi, ba má cũng tại dữ vậy đó hả? À, rồi sao bữa nay con về đây? Dạ ông ngoại bữa nay thứ sáu con được nghỉ bù con về con thăm ông ngoại nè. Ngoại mời mốt với con về đây con ở chung với ngoại luôn. Ông ngoại con ở thì được rồi nhưng mà con đi học rồi làm sao? Thôi không được cái chuyện ba má con là chuyện ba má con, còn cái chuyện con đi học là con phải đi học,
con phải ráng học cho giỏi để mai mốt rồi làm ông này ông nội cho ta. Nè con thấy ngoại không? Đó, suốt cuộc đời lam lũ vậy đó, cực khổ ghê không? Phải ráng học rồi nha. Con biết gì rồi, nhưng mà ba má con vậy con chán lắm mà. Tao sẽ chửi nó một trận, nghe chưa? Nó không có thể như vậy được. Nó muốn làm gì thì nó làm. Gia đình đang hạnh phúc như vậy mà bây giờ đó là con cái mà phải như vậy nè. Con học phải học, phải ráng học. Nhưng mà ngoại hứa với con. Dạ. Kỳ nghỉ hè đó con về đây, ngoại sẽ dắt con đi văn câu. Dạ. Con ơi, văn câu không thể tưởng tượng được. Mình mà văn một gốc nó ăn bốn lưỡi. Dạ. Hai cái đài vậy nè. Giật giật giật. Cá mà nó ăn hai cái đài nó giật 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 giật. Từ xa mà mình lại trời đất ơi, mình nôn lắm. Dạ, mặt cá lóc lớn vậy nè. Ngoại ơi, mai mốt hè con sẽ về với con ở với ngoại, con cấm con thả hồ được hả ngoại ha? Chứ sao? Ngoại lương đồ mua này nhiều hả ngoại? Ê! Dạ. Mày nói lương tao mới nhớ. Dạ. Sáng nào ngoại bắt được con lương. Dạ hả ngoại? Ngoại nấu cháo. Ở đây. Dạ. Mày múc cháo cho con ăn. Thôi con vô con hâm lại cho. Có gì đâu mà hâm. Ngồi đi. Ngồi dạ. Đây đi. Dạ. Bữa nay con làm khách ngoại đi. Dạ. Cho con làm khách đó. Dạ. À. Giờ ngoại vô nấu cháo con ăn ha. Dạ. Rồi. Con cảm ơn ngoại nha ngoại. Có gì cảm ơn mày. Có những mối tình em đã mê say, em ơi ba say. Ba ơi. Cái gì? Ba bữa nay á. Lên tối ngày con ngóng tiền học cả ba. Khoan đợi chút coi. Alo. Rồi. Chỗ cũ phải không? Ok. Ừ. tới liền rồi. Ba. Ba cho con tiền đóng tiền học thêm bữa nay chứ. Khoan đợi xíu coi. Alo. Hả? Anh nè. Rồi chờ anh đi tới liền nha. Rồi yên tâm tới liền mà. Ba. Vậy. Ba cho con xin tiền học thêm đi ba. Trời ơi, xin tiền học thì xin má mày, xin tao gì? Con xin má mày đi. Vậy? Ủa, cha mày đâu rồi? Ba con đi mất tiêu rồi. Tao biết ngay mà. Đi theo mấy con quỷ cái rồi. Con không biết nữa, nghe điện thoại nữa, anh tới liền. Dạ, ham gặm cỏ non. Tao nói thiệt mày hả, cho cha đi riết đi. Có nhiều đút cho nó ăn đi. Ăn riết rồi có ngày nó cạo cái đầu khô xong rồi cái nó đá đít trở về đây với tao à. Thôi má, nãy giờ con không để ý nha. Thôi. Má mặc cái áo là đẹp dễ sợ luôn á má. Không có. Má, trời ơi. Hồi sang trọng độ má đẹp mua đẹp chiếu à, má mới cắt tóc phải không? Chết trời ơi, cái này mua đen hợp chứ má dễ sợ luôn á. Bữa nay con ngờ mắt con đẹp dễ sợ luôn á nha. Nè. Dạ. Bữa nay má biết con khen má đẹp là có vấn đề phải không? Muốn xin tiền tao phải không? Dạ thì con hết tiền với bữa nay tới ngày con đóng tiền học thêm mà má cho con xin tiền nha má. Tại sao con nãy giờ mà không tin ba mày đi? Nãy xin ba rồi mà ba nó kêu xin má. Má cho con tiền nha má. Đây nè. Rồi cảm ơn má nha. Khoan chờ má chút nha. Alo. Nam Lan hả? Được rồi. Một lát nữa tôi qua liền. Nha. Chừng khoảng nửa tiếng nữa thôi ha. Rồi. Ok. Má cho tiền con ha. Khoan, chờ má chút coi. Alo. Nam Mã hả? Hả? Cái gì? Trời đất ơi trời. Thì cái hồi anh ký kết với nó sao mà giờ nó nói nó vậy? Rồi, để tôi vô, tôi lục lại coi nó làm sao hả?
Rồi. Má, má. Tôi qua liền, tôi qua liền. Má, má cho con xin tiền rồi, má đi đâu, má đi má. Má có chuyện gấp lắm. Thôi, bây giờ con ngồi ở đây, con chờ má đi nghe không? Đúng rồi. Má chạy về má cho. Thầy con nói con. Trời ơi, cái việc này còn gấp hơn. Má. Không. Dạ. Con suy nghĩ gì mà ngoại kêu con không nghe hả? Dạ đâu có gì đâu ngoại. Ngồi đây nè, cháu dạ. Nè. Đó. Thấy chưa? Ngoại. Thơm phức nha. Không ăn chung với con luôn. Không, ăn đi. Dạ. Ờ, cái này ở thành phố thì hiếm lắm. Dạ. À, nghe nói trịnh rắn rùa lương rồi là mắc lắm phải không con? Không ngoại. Cháu lương ngóng ngọt chứ sợ luôn ngoại. Chứ còn ở dưới này ngoại ăn hà rậm mà. Dạ. Ờ, con thấy ngọt kêu. Dạ. Ờ. Ngoại ngoại. Rồi. Hồi nãy á con có hỏi thăm nhà máy của Tư á, mà sao con thấy cổ buồn buồn là sao ngoại? Hồi con hỏi đó là ngoại bước ra tới là ngoại tặng hắn đó là ngoại không cho con hỏi nữa đó. Ủa sao vậy ngoại? Thì có gì đâu, cái việc cái của mình còn thì mình vui, còn cái của mình mà tự nhiên nó mất đi rồi mà người khác hỏi thì ta chạnh lòng, phải không? Thành ra ngoại không muốn con hỏi. Ủa? Bây giờ nó buồn lắm, trận Tư giờ nó khổ lắm con. Ủa sao vậy ngoại? Nhà máy xe lúa của Tư lớn lắm mà ngoại. Lớn. Lớn gì đâu thì cũng bị cái tình ái không mà nó vậy đó. Ta nói trước đây mấy năm nó có thằng chồng ở thành phố. Cái thằng này đẹp trai, trời nó hoạt bát lắm. Nó về đây mà nó gặp ngoại không mà nó nói chuyện không mà ngoại mê đó. Dạ. Nghe không? Rồi con Tư nó thấy chồng hoạt bát, vui vẻ, mọi người đều khen hết. Dạ. Nó mới vào cái nhà máy xay lúa đó cho thằng chồng nó. Sổ sách coi sao, coi riết rồi cái nó đem cái nhà máy xay lúa nó cầm nó thế thì sao? Ôm mấy trăm triệu quất người chuối vô mắt. Trời ơi. Đó, thành ra bây giờ nó bị ngân hàng tịch biên tài sản. Trời, khổ nghiệp của Tư quá hả ngoại? Ừ. Đâu có ai mà ngờ mà. Bởi vậy ai học được chữ ngờ con. Dạ. Khổ lắm. Ăn nữa không ngoại, ngoại múc cho. Dạ thôi được, ông ngoại con no rồi ngoại ơi. Thôi. Thôi con vô con dẹp nha ngoại. Thôi rồi, dạ. Đem ra nè. Dạ. Rồi con ngủ đi nha. Dạ. Ờ, ngoại đi sớm chút xíu. Dạ, ông ngoại. Ờ. À, có gì chiều á, ông ngoại kêu con dậy để con đi câu cá với ngoại nha ngoại. Chiều nay ngoại chở con đi về cắm câu. Dạ. Nha. Dạ ông ngoại nhớ nha. Cắm câu chạy nha. Dạ. Chứ để ông ngoại thấy con ngủ sai quá, ông ngoại tưởng con không ấy, ông ngoại không kêu con dậy á. Có gì đâu. Rồi. Con bữa nay con ở với ngoại, sáng thứ hai con phải về sớm con đi học rồi. Rồi. Dạ ngoại nhớ kêu con nha ngoại. Ờ. Để đâu sao để trong ngoài rửa cho. Dạ thôi được rồi, để con rửa ngoài ơi. Thôi trời đất ơi. Để nó đi. Dạ. Con ấp chén ở chỗ này hả ngoại? Để nó đi, để nó ngoài. Dạ. Rồi. À, ngoại ơi. Thôi. Thôi con nhớ lại con không đi ngủ đâu. Ông ở sao lâu lắm rồi con không được tắm xong. Bữa nay con về giờ con đi tắm xong một chút xíu con về con ngủ nha ngoại. Rồi. Dạ. Ông ngoại con đi nha ngoại. À, cái cầu nó coi chừng cái cầu nó muốn gãy đó nghe. Dạ con đi được mà. Cha mẹ mà lục đục là con cái bơ vơ. Ai cỡ này cũng cả 5-6 cây rồi đúng không? Vàng là măng mày ơi. Măng là cái gì? Giả. Giống thiệt á. Trời ơi, của cải cất trong nhà chứ mắc chi đeo vô người, quến vô người chúng mới cướp sao mày? Không, giả mà cũng nhận xịn thiệt á, đẹp ghê ha. Tức là cho mày chiếc á. Thôi, anh làm ăn, để làm ăn đi. Ủa, sao?
Nhảm đi không ngồi đây. Ê, đừng nói với tao mày cúp cua nghe mày. Ổng bả con mình mày con trai, ổng bả mày giết mày chết à. Cúp cua là cúp cua. Chứ sao giờ 9 giờ sáng ngồi đây? Này năm cưới thầy giáo em nghỉ. Ủa mày không đi ăn đám cưới thầy mày? Không, lớp trưởng đại diện đi, không lẽ nguyên cả lớp kéo tới nhà thầy chỗ đâu chứ. Chán, em chán dễ sợ luôn. Chán làm gì chán, nè hút thuốc đi cho đỡ chán nè. Ê trời ơi, mời Lơi làm thiệt hả mày? Trời ơi, nít nôi nít quỷ, quỷ bị đập hút thuốc hả mày? Thì em mời em hút thử hả bộ? Năm nay mày học lớp mấy? Lớp 10. Nhiêu tuổi rồi? 16. Hồi tao bằng tuổi mày, tao hút trước 2 năm rồi. Trời ơi, vậy thì anh nói em. Sao? Mày buồn chuyện gì nói tao nghe coi. Tâm sự anh giải quyết cho. Hồi em chán, chuyện anh có giải quyết được cho em không? Chán vô gì? Thì năm nay em lớp 10 rồi, lên học thêm tùm lum đủ thứ, toán lý quá. Rồi đóng tiền học, rồi tiền sách vở. Vậy mà hả, em xin ba em, ba em kêu xin má em đi. Em xin má nó xin ba em đi. Cuối cùng không ai cho em trơn. Trời đất ơi. Ba má mày thiệt tệ ghê nha, có thằng con trai cưng rồi lo cũng không được nữa. Bởi vậy, nhiều khi hả, tới bữa đóng tiền học thêm, xin không cho vô lớp thầy nhắc nhở hả. Em đâu có tiền đâu. Em nói thầy lần sau thầy. Lúc đó em quay qua nhìn mắt mấy đứa con gái hả? Ánh mắt nó nhìn em hả, kiểu em biết nó nghĩ gì luôn. Thôi nghỉ học đi, nghỉ học đi làm. Thôi. Nói chứ nghỉ học rồi ba má em giết em chết luôn á. Mày mắc cười quá. Mày nhìn tao nè, anh mày nè, không học hành gì nè. Rồi đó giờ có làm sao đâu, cũng ngon lành vậy. Thôi. Ê gì vậy? Gì? Trời ơi. Quên, xin lỗi quen rồi. Nè tao nói mày nghe, biết sao không? Bây giờ á. Đây rồi, thôi, cái chuyện nói chuyện riêng của mày ha. Chán, tao cũng xỉa vô, đi học hay không là chuyện của mày. Bây giờ cầm tiền đi. Cái gì? Thì cầm tiền lên xài đỡ đi. Đóng tiền trường lớp gì á. Thôi, em không lấy tiền của anh đâu. Ba má em biết là lấy tiền của anh xài, ba má em biết em chết luôn. Mày mắc cười quá à. Tao có cho mày đâu. Ba má mày cho mày tiền, mày đóng tiền học rồi lúc đó mày trả lại tao. Bây giờ mày cầm, mày xài trước đi. Rồi mốt ba má em không cho em thì em nợ anh hoài hả? Không được lắm, kỳ lắm. Thôi giờ vậy. Ngại phải không? Rồi giờ vậy tao tính gì? Êm đẹp nè. Bây giờ á, mày giao hàng cho anh mày ha. Rồi tiền tao trừ dần cho. Trời ơi, khỏi ơn nghĩa, khỏi nợ nần gì hết. Em không quen làm cái chuyện đó. Tự nhiên mắc đi giao hàng. Bởi vậy tao nói mày á. Mày á. Gì hả? Mày mà ra không á, thân là biến không à. Biến gì thì... Mày vừa giờ mà ba má mày không ý đại ba má mày không à. Thì đúng rồi. Mày giờ mày còn tuổi ăn tuổi học thì ba má mày lo phải rồi. Nhưng mà tao muốn nói á, là bây giờ á, ba má mày cho mày tiền mày đóng tiền học đúng không? Thì mày cứ cầm mày đóng đi. Còn ngoài ra còn bao nhiêu cái thứ tiền khác nữa. Tiền đi ăn kem, uống cà phê với mấy đứa bạn gái mày nữa. Thấy không? Mày tự do mày quyết định chứ. Mày phải lao động mày kiếm tiền, giá trị mày nâng lên. Đó, tao nói gì mày nghe phải không? Anh nói nghe cũng đúng. Nhiều khi mấy bạn gái trong lớp đủ uống cà phê, trong túi không có 1 đồng. Nhục chứ? Nhục chết luôn. Nên sao? Như em vợ em làm gì được? Bây giờ á, đi giao hàng cho tao ha. Giao ba cái đồ lặt vặt á, mình tao giao muốn xuể. Thấy không? Giờ em bước trong nhà thì nhờ đi nhờ người ngoài cũng vậy hả? Giao gì? Bánh mì, rồi mấy cái hộp cơm hộp, rồi ống hút, rồi khăn giấy rồi đó. Nhẹ nhàng thôi à. Tao đảm bảo với mày là coi như không có dính gì tới cái thời gian học tập của mày hết trơn á. Rồi. Quên. Thì nè, coi như là làm sáng sớm phải không? Thay vì mày đi học đúng giờ thì mày giờ mày ráng mày thức trước nửa tiếng, thức nổi không? Nếu mà có tiền bỏ túi cũng sẽ cố gắng. Đó, rồi mày đi giao hàng cho anh mày ha. Rồi đúng giờ cái mày vô mày học. Rồi mỗi ngày tao cho mày 30 ngàn. Gì? 30 ngàn hả? Gì? Được rồi, chết nữa. Không có chết. Em thấy 30 ngàn có lý lắm á. Trời ơi, mấy đứa kia tao đưa có 25, 20, 20 gì hả? Giờ cái này kể như là em mượn anh ha. Cái mai mốt ba má em, nếu như mình lỡ ba má em không cho em á, cái em làm cái kia cái anh trừ tiền là sao quá. Cầm đi cưng nha. Cảm ơn anh nha. Trời ơi, tao nói mày nghe nha, bây giờ mày được gì là sướng lắm á. Tao hồi xưa không có được mày đâu. Trời đất ơi, trời cực như con chó vậy đó. Trời ơi, chó nhà em sướng thấy màu. Anh nói cực chó nhà mày là chó Nhật, tao là chó già ngoài đường á.
Nhiều khi nghĩ buồn lắm, cực khổ lắm mẹ ơi, nhục lắm, không có tiền rồi. Thôi, đừng có buồn nữa, ha. Em biết là ba má em thật ra không có ưa gì anh hết á. Ừ. Không, nhưng mà em ưa anh, em thích anh là được rồi, đúng không? Cái gì bây giờ nè, cuộc sống mà, có những lúc buồn, những lúc vui, mà cái gì buồn thì mình cho qua đi, ha. Cái gì nó cũng sẽ qua hết thôi. Qua lâu rồi. Không, ý em nói là đã qua rồi thì cho qua chứ đừng khơi lại nữa, ha. Bây giờ có em thông cảm với anh là được rồi, rồi đúng không? Rồi. Bây giờ là, được rồi, ngồi đây, đợi em chút xíu nha. Vụ gì? Đợi chút xíu. Đây, tỏ liền đây. Sao? Đây. Dạ, hả vậy nè. Ê, được rồi, nít nôi mày đâu cũng bia mày. Thì em nhắm nháp chút xíu đi, để đồng cảm với anh thôi chứ bộ. Ba má mình chừng nào về? Thôi đi, tới khuya mới về. Yên tập, đừng lời hát. Giờ uống bia hay uống thuốc? Tập hút thuốc. Thuốc là anh. Nó chành điệu chứ. Dạ luôn. Rau nó chừng nha. Từ khoan, mang đít vô. Đúng không? Đã. Không, ông bà đâu rồi? Sao mấy bữa nay mày không đi giao hàng cho tao? Tôi không có đi giao hàng cho anh nữa đâu. Mày mắc cười quá à. Công giao hàng cho tao thì tiền đâu mày xài hả? Tôi không là hồi lúc đầu tôi tưởng anh thương tôi, anh nói là hút đi rồi sẽ quên đi nỗi buồn. Rồi mày có hết buồn không? Thì có, nhưng mà bây giờ nè, tôi mày. Không thể nào thiếu được hết trơn á. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Giờ mày trách tao phải không? Mệt được quá. Mày có ngon á, mày trách ông bà già của mày á, không có lo cho mày, để cho mày ra nông nổi này. Thôi giờ đừng nói nhiều nữa, mệt quá. Bây giờ tao hỏi mày một câu nè, mày có tiếp tục giao hàng cho tao không? Mày nên nhớ là mày đang thiếu nợ tao. Tôi thiếu nợ anh gì nữa? Hôm trước nữa tôi giao hàng cho anh, mỗi ngày anh trả cho tôi 30 ngàn. Tôi làm cho anh gần 2 tháng rồi, bây giờ tôi còn nợ nần anh gì nữa? Mày nói nhỏ coi, liền ống ống à. Còn ba cái vụ bánh mì đặc biệt tao cho mày ăn thì sao? Cái đó anh nói anh cho tôi chứ bộ. Mà cười quá, cho mày là cho mấy cái đầu thôi, lúc sau rồi mày phải trả tiền chứ, của đâu mà cho mày hoài vậy? Mày nên nhớ là mất tiền nha. Tôi không có giao hàng gì nữa hết á. Tôi cho anh biết, tôi làm sao lật lọng không có tiền phải không? Anh đi về đi, anh đi ra khỏi nhà tôi đi. Nè, tao nói cho mày biết nghe chưa, mày phải tiếp tục giao hàng cho tao. Còn giờ gì? Được rồi, tao sẽ nói quịch tẹt cho mày hiểu luôn. Lúc đầu á, tao có giúp mày thì có giúp thiệt, nhưng mà sau đó là tao dụ mày, biết không? Cái lúc đầu mà mày lấy tiền á thì mày đâu chịu hút đâu. Đó. Tại sao vậy? Tới chừng mà mày chịu hút rồi đó, mày ghiền. Lúc mày ghiền rồi mày đâu có thể nào mà mày không nghe lời tao được, đúng không? Đúng không cưng? Hiểu chưa? Dù sao cũng là cháu của bà tôi, tại sao lại đối xử với tôi vậy? Cháu được cháu. Mày từng nói với tao là ông bà không ưa tao mà, nhớ không? Đó, cái lúc mà ba má tao chết á, tao dưới quê lên thân một mình nè, kiếm ông bà. Ông bà có kêu tao là cháu không? Có coi tao là cháu không? Hả? Tao phải lăn lộn ngoài chợ đời kiếm sống nè. Phải kiếm tiền, thấy không? Kiếm tiền mới đỡ nhục. Nhưng mà đó là những đồng tiền tội lỗi thôi. Quá. Anh đã hại biết bao nhiêu người rồi, bây giờ nghe cái tôi nữa nè,
Tôi nhớ bạn, nhớ bè tôi. Tôi nhớ thầy cô tôi. Nhưng mà mặt mũi tôi dám tới trường nữa. Thôi đừng có lải nhải nó nhiều quá. Anh đã hại biết bao nhiêu người rồi hả? Bây giờ tôi hỏi mày nè, mày có tiếp tục giao hàng cho tao không? Hả? Tôi không giao hàng gì nữa hết á. Tao không có ép, hiểu không? Chuyện riêng của mày, muốn làm sao mày làm. Nhưng mà tao nghĩ là mày không có bỏ tao được. Nhất là mày không có bỏ thuốc được nha. Giờ làm sao? Chơi nghĩ kỹ đi. Nè, chơi nghĩ kỹ rồi có gì phone cho tao biết nha cha. Có gì á? Đường xa gì đâu mà nó kẹt cứng hết trơn hết trời. Bây giờ lâu lâu đi lần chứ. Quang Phong à, Phong trời, về nhà cửa vậy nè. Vợ chồng sao rồi rồi? Sao mà cửa nẻo vậy mà bỏ chứ? Trời ơi, con coi nè, tùm lum hết trơn hết trời nè. Ủa sao kỳ vậy? Phong, ủa sao kỳ vậy? Cửa trước cửa sau gì mở tùm lum hết trơn. Điều này có ngày mà ăn trộm là nó dọn sạch hết rồi. Tụi này thiệt tình. Ôi, rửa mặt cái đó. Sao kỳ vậy? Ai trời ơi, thiệt là xui xẻo cái gì đâu ha. Đốt vô chính nào, đứt cái chính ấy, chịu đời nổi không? Chịu đời nổi hay không là tại vì em thôi. Hút men hút đỏ vô giấy là chịu đời không nổi luôn. Tôi mới vô đổi thừa tôi gì? Tôi nói thật giả kìa chứ tôi đâu có nói anh đâu. Chồng của em hả? Ừ. Đánh bài thua rồi về đây cằn nhằn. Mệt quá. Đi đánh bài phải biết cái mánh, phải biết gian lận trong đó. Còn ấy là phải thủ sẵn cái nhào mèo để trong đi. Trăm trận trăm thắng. Rành ghê ha. Ừ. Làm ăn lúc này hơi khó khăn nha. Bây giờ vậy em ơi, nói đi, có thêm tiền đương mới để làm công ty mới nữa coi. Gì đương mới nữa? Thì bữa tôi đưa anh 100 triệu là anh nói anh Hùng với con Lan gì đó là mở cái công ty gì đó rồi, giờ còn kêu tôi đưa gì nữa? Thì có con Lan nó mở công ty. Ừ, con em ở nước ngoài là con Ben gửi hàng về cho nó. Công ty đang làm ăn thấp lắm rồi nha, nhưng mà đó là công ty điện gia dụng, nó nhập các thiết bị máy lạnh nè, rồi đầu máy đĩa CD rồi, nó về phát triển dữ lắm, làm ăn ngon lắm. Nhưng mà bây giờ dây có một cái công ty mới nữa, là cũng bạn bè của anh thôi, họ mới bắt đầu làm ăn ha. Bây giờ mình đưa tiền khoản, em đưa anh khoảng 50 triệu nữa thôi, thì mình hùng cổ phần vô trong đó. Cái này tụi nó buôn hàng ở bên bển về, máy móc được đồ ngon lắm, bảo đảm lời. Bảo đảm gì? Bây giờ tôi lấy đâu ra 50 triệu tôi đưa cho anh đây? Em không có tiền, chắc tụi anh chắc mỏng như tờ giấy quyến quá. Em nghĩ sao mà em nói em nghèo? Nghèo mà coi nhà cửa vậy nè, nghèo. Trời ơi, nghèo bà nội tôi chứ nghèo. Nè, em phải biết tính toán. Thằng chồng của em mèo mã gà đồng cả đống, ăn rồi đi nhậu, chơi bời trác táng,
Tại sao mà để tiền cho nó cho gái ăn, trong khi đó mình làm ăn mình không có tiền mình làm là sao? 50 triệu đối với em à, như là cọp rụng sợ lông chứ có gì. Rụng sợ lông ha. Nhưng mà bây giờ tôi nói anh nghe nè, bây giờ tôi đưa tiền cho anh Hùng Hạp với anh Mừng ăn, nó cả năm nay lời lãi tôi có thấy đồng bạc nào đâu. Bây giờ anh phải nói thiệt với tôi đi. Anh thề với tôi đi là anh có bỏ phần Hùng thiệt phải không? Trời đất ơi, làm ăn bao nhiêu năm tự nhiên giờ em nghi ngờ anh là sao? Anh thề đi. Muốn thề anh thề. Anh mà có nói láo em, lấy tiền của em bỏ vô công ty làm ăn đàng hoàng. Nếu mà anh lấy tiền anh xài bậy bạ, hoặc là anh ăn mình anh đó nha, cho điếu thuốc này nó tắt anh tắt theo đi. Cũng có ngày đó. Sao mà tắt được? Nó còn đang nghi ngút mà thấy chưa. Tất nhiên là công cuộc làm ăn của mình là đang trên đường. Đang trên đường á. Trên đường sao? Thì đang trên đường phá sản. Cái gì? Cái gì là cái gì? Trên đường phá sản hả? Bình tĩnh nghe nói là làm ăn bây giờ là lời hay lỗ là chuyện bình thường. Ra thương trường cạnh tranh biết bao nhiêu công ty lớn, nó dập cái công ty của mình. Nhưng mà phục hồi lại ra nay thôi. Phục hồi thì bây giờ anh rút cái tiền nó trả lại cho tôi đi. Tiền vốn trả lại tôi đây. Mình đâu phải con nít đâu. Mình là người lớn, mình đưa tiền cho người ta tự nhiên giờ mình rút lại là sao? Thì tiền của em vẫn còn tiền của em, nhưng mà nó đang nằm ở trong công ty, nó cũng đang trên đường. Trên đường gì? Đang trên đường phá sản luôn. Hả? Trời ơi, như vậy là tiền của tôi mất hết trơn rồi phải không? Bớt cái miệng lại đi. Hả? Làm ăn thì có lời, có lỗ. Thế vậy là anh lường gạt tôi. Nói lường gạt là tôi quýnh ra nha. Tôi không có để ai sỉ nhục con nha. Trong lường gạt, tại sao lấy tiền của tôi rồi bây giờ là không có, đâu có lời lãi gì cho. Hả? Anh cốt nặng, anh cốt nặng chưa chưa trả tiền cho tôi. Đúng rồi, đúng rồi. Ông cứ biết tại tôi là ông. Tàn phế luôn nha. Ông lại ông dám của tôi. Ba, cần quạch ba tôi. Ba. Đúng rồi, đúng rồi. Thôi, người ta đã xe đầu tôi. Người ta đã xe đầu tôi, nó xe đầu tôi. Nào, có đánh dụng xe đâu. Mày đợi não tao. Mày đợi não tao đi. Đợi đi. Không đợi. Tao có cái. Ông hành hung tôi. Tôi. Con mày là thằng ba cạo, mày giỡn mặt cái tao tao trói mày tao quế luôn. Trời ơi là sao, mày làm giúp giá tao quá. Bà xấu hổ quá. Trả lại điện thoại tao dễ gọi. Trời đất ơi, bây giờ mày thấy chưa, mày thấy giúp giá chưa? Tao một nó về giữa 2 tháng trước, nó báo cho tao biết là vợ chồng mày bây giờ mạnh ai nấy đi, gia đạo tan nát hết ha. Rồi bây giờ mày làm ăn gì chụp giật mày đi theo cái thằng ba cạo đó nha. Ba thấy chưa? Mày thấy chưa? Thằng ba này. Ba lên đây làm chi vậy ba? Cái gì? Ba lên đây chi vậy? Tao lên đây là tao kiếm thằng Phong. Nói cho vợ chồng mày biết, bây giờ thằng Phong nó vậy đó, nha. Nó đầu, nó giờ nó đi đâu tao cũng không biết nữa. Nó đi học. Nó đi học rồi. Ba đừng có lo cho nó, con nó đi học. Ba ơi. Học gì? Nó đi học, ngày nào nó cũng đi học mà ba. Thôi bây giờ ba vô đi. Ba vô ba nghỉ chút xíu đi, cái con đi chợ con mua đồ rồi nấu cơm cho ba ăn nha ba. Không, tao không đi. Có cái áo này cho con thay cái áo này. Đi, ba vô đi con lấy áo ba thay cho. Trời ơi, bận rách rưới giờ đi đâu có kỳ lắm. Có những mối tình, có những mối tình. Gì tùm lum bà la cái gì vậy? Nga đúng gì cái đó, làm gì cái đó. Đi đâu tới giờ mới về á? Dạ. Mẹ đi chơi mới về nữa. Sao? Giờ không chán gì cho lắm rồi phải không? Đúng rồi đó, sao bà biết hay vậy? Hay quá hả? Tại sao ông đi theo mấy con cái nhí nhảnh đi luôn đi? Rồi về đây làm cái gì nữa? Trời ơi, cũng muốn đi làm chứ, muốn đi lắm. Nhưng mà không có ngu. Đi rồi rời khỏi chỗ này, nhà cửa tài sản để lại cho cái thằng kia hả? Đâu có ngu, phải không? Ông nói ngu, tôi nói thiệt với ông hả? Tôi đàn bà vậy chứ tôi quân tử lắm mà. Ha? Tôi sẵn sàng làm theo pháp luật. Khi ly hôn rồi tài sản chia đôi. Nếu cùng lắm hả?
Tôi nhường cho ông một chút cũng không sao đâu, miễn là tôi ra khỏi cái nhà này là được rồi. À, thì bà nói thì bà nhớ nghe. À, vậy thì thằng Phong ai nuôi hả? Nói lớn rồi ha. À, nó có trí khôn, nó biết ai thương nó, ai ghét nó, nó muốn ở với ai thì người đó nuôi, ông khỏi lo. Nói nghe hay quá. Ôi trời ơi, đi ra đường vui vẻ về gặp vợ bật chán. Tôi biết rồi, tôi biết ông chán, tôi mới đi theo mấy con với nhảnh đó. Ha, tôi thiệt ông hả? Kỳ này là tôi dứt khoát hẳn hồi luôn cho ông coi. Giờ là biết sợ. Ê, trời đất ơi. Trời ơi, ai cãi tủ tôi lấy tiền tôi rồi, trời ơi. Ông hả? Ông ngồi dậy đi. Ông ngồi dậy đâu đây hả? Tiền bạc của ông tôi có động tới không? Tại sao ông lấy tiền của tôi chứ hả? Ê, nói gì đâu bà ơi. Chìa khóa tủ tiền bà giữ. Thấy không? Thì bà mở ra bà lấy chứ ai? Trời bà ơi, nói tôi gì? Hả? Nè. Tiền đó là tiền làm ăn của tôi, còn tiền của ông muốn cho ai thì ông cho, mặc kệ ông, sao ông lấy tiền tôi nữa. Nè, con người tôi không có hiền đâu nghe, không có hèn đâu nghe. Tôi muốn lấy, tôi kêu thợ vô mở cửa tủ ra tôi lấy. Mắc mơ gì hả? Xin lỗi bà lấy bà đem cho cái thằng kia chứ gì? Cái đúng gì? Không? Bà đừng có nói như vậy. Ông lấy tiền của tôi, ông đem trong đuôi rất con quỷ cái đó. Bà lấy. Ông lấy. Bà lấy. Ông lấy của tôi nè. Nói là bà lấy, bà hiểu chưa? Không nó lấy ta. Không, không lấy hả? Không bao giờ. Con tôi nó chỉ biết ăn rồi học thôi, cho nó biết tiền nông mà đừng nói năng cấp công lắm. Vậy trong nhà này ai lấy? Ông lấy. Bà lấy. Ông lấy cho ai? Bà đừng có nói nữa. Tôi chuyện ông lấy cái gì mà la ốm sụp gì? Ủa? Hả? Ủa bà? Bây giờ mày mới về tới nè. Ba lên hồi nào cũng xin lỗi, con miệng mồm con hôi rượu hôi bia quá, ba ngồi xuống đi ba. Ba ngồi xuống đi ba. Nhà cửa tụi bay bây giờ thấy đẹp quá ha. Dạ ba ngồi xuống đàng hoàng. Đây con nói bà tại sao vợ chồng mày vậy, mày nói tao nghe coi. Con nói cho bà nghe, chìa khóa tủ tiền bà giữ. Nghe không? Bây giờ bà vô bà nói rằng là bà bị mất tiền, bà đổ thừa là tại con lấy. À, mày có lấy không? Không. Bà lấy. Bà bày bạc rồi bà đi với thằng Năm Mảnh gì đó. Bây giờ bà lấy tiền bà đưa nó, bà đổ thừa con à. Đó, ông lấy tiền của con đó, bà lấy cái tủ cải trang đen vậy mà nó còn nói không có lấy nữa. Bà lấy bà ơi. Ông lấy. Bà lấy đó. Thôi đi thì tụi mình đừng có nói nữa. Tụi mình gia đình thằng Phong bây giờ nó bỏ nó đi rồi. Bây giờ tụi mình tính sao đây? À, bây giờ bà tính sao? Bây giờ bà ký giấy ly dị đi. Tôi ly dị ông liền bây giờ khỏi tận tới ngày mai ngày mốt vậy chăng á? Từ việc vậy tôi ký liền. Rồi. Nhưng thằng Phong tôi nuôi. Tôi nuôi nó. Tôi nuôi. Tôi nuôi. Em giúp tao đi. Mày không nuôi, mày cũng không nuôi nó, mà tao nuôi nó nè, tao ông ngoại nó. Tụi mày ích kỷ lắm, nghe. Tụi mày chỉ biết cho tụi mày thôi, còn tụi mày không biết tới ai hết á. Bây giờ tao không còn ở trong nhà này, tao ra tao còn ngồi trước, tao chờ thằng Phong về đây. Tao dắt nó về dưới luôn, tao không còn ở nhà tụi mày nữa. Bà ơi, bà. Bà, thấy chưa? Cũng tại ông ở trên cho nên mới vậy nè. Giờ trả tiền lại cho tôi đi. Tiền đâu trả? Hả? Đi tối ngày cứ ăn nhậu tối dạ. Ngày. Dạ xin lỗi ạ. Dạ chào chị. Dạ chào cô. Dạ. Dạ mời cô ngồi. Dạ cảm ơn chị. Chào cô. Dạ thưa, dạ. Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em Phong đó thưa chị. Dạ. Dạ. Cô giáo hả? Dạ. Bà đang chuyện cô giáo rồi tôi đi vô. Cô tới có chuyện gì không cô? Dạ thưa, hôm nay tôi tới đây có chuyện rất là quan trọng muốn thưa với anh chị. Dạ, mời cô ngồi đi, mời cô ngồi. Dạ, sao cô? Dạ thưa chị, như em Phong có nhà không hả chị? Nó đi học rồi cô ơi, bữa nay là nó đi học thêm phụ đạo gì đó. Chị à, chẳng lẽ tất cả mọi hành vi của em Phong, anh chị đều không nắm rõ hay sao? Nắm chứ sao không nắm cô. Vợ chồng tôi đi làm tối ngày vậy chứ mà nó đi học đúng giờ, nó về đúng giờ, tụi tôi biết hết mà. Vậy chứ chị có biết chuyện em Phong nghiện heroin không hả chị? Cái gì? Nghiện heroin hả? Dạ đúng vậy. Không có đâu. Con tôi thuốc còn không biết hút làm gì mà biết nghiện cái đó. Chị à, có phải em Phong có một người anh họ tên là Hùng không hả chị? Đúng rồi. Thằng Hùng nó là cháu của chồng tôi đó. Dạ.
Theo tôi được biết thì chính tên Hùng này đã dụ dỗ em Phong, lợi dụng lúc mà Phong buồn bã chuyện gia đình, không có tiền đóng tiền học phí. Hùng đã cho Phong mượn tiền và sau đó dụ dỗ Phong hút heroin, thậm chí còn giao hàng cho hắn nữa chị à. Cái gì? Cô nói thằng Phong nhà tôi nó bị nghiện thiệt rồi hả cô? Chị bình tĩnh đi chị. Chính vì vậy mà tôi nghĩ không được để cho một tên nguy hiểm như vậy sống ngoài vòng pháp luật. Thành ra mấy ngày hôm nay tôi đã báo với công an theo dõi. Có lẽ là hiện tại công an đang xử lý đó chị. Trời ơi, như vậy là tôi đã giết cô tôi rồi. Ông sao? Chị ạ, ông ra đây đi. Ông giết cả cuộc đời tôi rồi, ông sao rồi? Trời ơi, tôi nói tôi không có lấy tiền của bà. Không, không phải tôi vô tiền. Gì vậy? Thằng Quân nó bị nghiện gì kìa rồi. Bà nói cái gì? Bị nghiện gì kìa rồi. Chị, đó chính là sự thật. Thằng Phong con tôi nó nghiện xì ke. Đúng vậy. Chị bình tĩnh đi. Có lẽ lúc này chúng ta cần phải nhanh chóng đi tìm em Phong về, an ủi Phong, động viên Phong đi học. Tại tôi, cũng tại tôi hết. Tôi chỉ biết sống riêng tư một mình thôi. Tôi không cần biết con tôi nó bị chi gì. Chị ơi, chị bình tĩnh đi. Chúng ta cần phải cho Phong nó đi cai nghiện. Cái gì? Bây giờ tôi phải đi tìm con tôi. Tôi tìm được con tôi về, tôi bỏ hết. Tôi bỏ tất cả, tôi chỉ cần con tôi thôi. Thôi. Bông ơi, Bông à. Bà đừng có léo nhéo nữa được không? Sao ơi? Sao ơi? Dạ. Trời ơi, tôi chết rồi, chết bà. Rồi. Bà. Chết rồi. Cái bà. Gì vậy ba? Cái gì vậy ba? Thôi ba. Sao vậy ba? Hồi nãy tao ngồi ngoài trước. Dạ. Tao tức quá. Tao muốn ra bến xe tao về. Tao đi xe ôm. Tới nửa đường có một tai nạn giao thông. Có một người nằm trên vũng máu. Tao bước tới. Trời ơi. Thằng Phong. Hả? Giao tài. Thằng Phong. Thằng Phong bị tai nạn giao thông hả? Bây giờ nó sao? Cấp cứu trở lại bệnh viện. Phong ơi! Phong ơi! Phong! Chị bình tĩnh đi chị! Phong! Phong ơi! Tôi sẽ đưa chị về bệnh viện! Phong à! Chị! Phong! Đi chị! Tôi sẽ đưa chị về bệnh viện! Chờ chút chị! Tao! Cho em thì anh mới nói vậy thôi! Gì đâu mà gia trưởng dữ vậy! Thôi được rồi! Nếu như anh muốn á, thì khi nào em cần lắm sự giúp đỡ của anh đó thì em sẽ mở lời. Được chưa? Nói vậy là giận lẫy rồi phải không? Nè. Thôi mà đừng có giận nữa. Thôi. Anh thương em lắm anh mới lo mà. Thôi đừng có giận nữa. Nè. Xin lỗi đi nha. Giờ dây. Anh sẽ chở em đi ăn, chịu không? Ăn món gì? Được thôi. À, ăn một tô bún riêu nè, một tô canh bún nè, 5 cuốn mì cuốn nè, 2 cái hộp vịt lộn nè, 1 ly nước mía. Wow. đi. Trong lúc ăn á, mình sẽ bàn cái chuyện mà ngày mai á em tới ra mắt gia đình anh ha. Đi. Khoan đã. Nhưng mà chuyện này em đâu có đồng ý đâu. Hôm trước bàn rồi. Nhưng mà em đã nói với anh là em chưa đồng ý mà. Mình đang giai đoạn tìm hiểu thôi. Bây giờ mà giới thiệu gia đình anh thì em nghĩ còn sớm lắm. Sớm gì nữa mà sớm. Mình quen nhau cũng cả năm nay rồi. Ngày mai á, gia đình anh có cái bữa tiệc gia đình. Rồi ba anh mời những cái người trong công ty làm ăn á. Bây giờ ha, em tới em ra mắt gia đình anh. Rồi sẵn làm quen với bạn bè của ba anh luôn. Mai mốt về công ty của ba anh làm á, khỏi có bỡ ngỡ, thuận lợi lắm. Đi. Thấy chưa? Em nói anh nè, lúc nào anh cũng áp đặt em vậy hết làm sao mà được. Vậy chứ em hỏi anh còn cái nghề của em đang học thì sao? Em học hội họa mà, bây giờ làm kinh tế làm sao mà em làm được? Hội họa, vẽ vời hoài à. Bây giờ là thời buổi kinh tế, mọi người đua nhau làm kinh tế. Em cứ ngồi đó mà em rị mọ vẽ ba cái bức tranh gì đâu không à. Nè, đừng có thấy là người ta bán một bức tranh mấy trăm đô rồi ham nghe chưa? Có người hả, cả đời chưa bán được bức nào á, nghèo vẫn hoàng nghèo thôi. Anh quá đáng lắm. Tại sao lúc nào anh cũng xúc phạm đến nghề nghiệp của em hết vậy? Gì xúc phạm? Cái ngành em chọn là em ưa thích nó. Cái đó là khả năng của em mà.
em phải làm cái ngành của em chứ, lúc nào anh cũng... Mà em nói thiệt với anh á, vì em yêu nghề cho nên em phải làm đúng nghề của em thôi, chứ em không phải là vì tiền. Nếu làm vì tiền em làm nghề khác kìa. Trời ơi, nếu mà anh nói như vậy á, em không thèm nói chuyện với anh nữa, không có đi ăn gì hết á. Không, em không có gì mặt anh nữa đâu. Nè, không có, anh đâu có xúc phạm em đâu, anh đâu có ý đó đâu, anh chỉ lo cho em thôi mà. Nè, dễ quê không? Dù sao mình cũng đường đường là con của tổng giám đốc, mình lo, mình góp ý, đùng đùng bỏ vô à. Về thiệt đó nha. Người gì mà kỳ cục, mới vừa nói là bỏ đi về rồi. Thôi cho anh xin lỗi, đi đi ăn rồi ngày mai tới nhà anh nha. Về đi. Mình đứng lại. Ghét. Người gì kỳ cục. Dạ tôi phải, dạ cháu là Ngọc đây ạ. Ôi trời ơi, Như dạ, Ngọc đấy hả? Dạ xin hỏi cô là ai ạ? Trời ơi, xin tự giới thiệu nha. Tôi là ca sĩ Lê Lan Thanh. Dạ nhưng mà cô tìm cháu có việc gì không chú? Trời ơi, sao mà kêu tới bằng cô xin cháu được. Chị xin em thôi. Dạ cháu mời. Rồi xin phép ngồi nha. Nè, trời ơi, đâu có biết là vô một cái là gặp đúng ngay cái đối tượng cần tìm á. Đi tìm, tìm em chứ tìm ai. Dạ, nhưng mà có chuyện gì không ạ? Sao lại không có? Trước tiên á, là cho chị phải giới thiệu lại, chị là ca sĩ đó nha, Lê Lan Thanh. Đừng có kêu bằng cô, kêu bằng chị thôi. Hồi đó xanh xêu bao nhiêu tuổi đời. Nè, Lệ Đá làm sao mà có tuổi đúng không? Nhưng mà chị không phải là Lệ Đá, chị là nghệ sĩ thôi. Mà nghệ sĩ thì cũng đâu có tuổi đâu. Nói thiệt với em nha, chứ bây giờ đang ngồi đây nè, đang ngồi nói chuyện với em nè, mà chị cũng không biết là chị bao nhiêu tuổi nữa đó. Dạ, nhưng mà chị cho em hỏi là chị đến tìm em có chuyện gì không? Thôi giờ vô thẳng vấn đề nha, đỡ mất thời giờ của em. Có phải em á là cháu của kỹ sư Lê Thanh Hải, kỹ sư điện tử không? Dạ chú Hải đó hả? Dạ đúng dạ, không? Dạ, đúng, à, đúng rồi, thấy chưa? Nè, nói thiệt nha, anh Hải đó với chị á, hồi xưa đó là hai người bạn thân với nhau lắm đó, thân dữ lắm. Dạ. Rồi vô tình hai người gặp nhau, mừng quá trời mừng luôn. Rồi tâm sự với nhau, rồi chị kể cuộc đời của chị cho ảnh nghe, rồi ảnh kể cuộc đời của ảnh cho chị nghe. Rồi anh mới biết đó là chị đang có một cái nguyện vọng là đang tìm một cái gia sư dạy dỗ cho con trai của chị. Đó, cái anh mới nói rằng là anh có một cô cháu gái là học trường mỹ thuật ra, trời ơi, đẹp người đẹp nết lắm. Trời ơi, nguyện vọng, hai cái khát vọng của hai người gặp nhau rồi em ơi. Em thì đang muốn là xin việc đúng không? Còn chị là đang tìm người để mà dạy dỗ cho con chị. Trời ơi, mừng quá, mừng quá. Đến đây liền. Nhỏ làm vậy nè, bữa nay đó là chị đến gặp một cái anh nhạc sĩ gần gần ngay phố phố em nè, chị xin á, chị xin ảnh đó là chị. Ảnh á là ảnh xin chị là đó là đến đó để mà hát một cái bài nhạc mà ảnh mới sáng tác để lăng xê cái bản nhạc qua lên á, chị tới liền à, em à. Rồi cái là biết là em ở khu phố này, thành ra thôi, một công hai chuyện, gặp nhạc sĩ gặp em luôn. Dạ chị ơi, như vậy là em sẽ dạy cho dạy con chị con. Dạ. Chị nhưng mà hồi nào tới giờ em chỉ đi học thôi, chưa có dạy bao giờ hết, cho nên em sợ là em dạy không có được. Sao lại dạ. Không được chị ơi, nhưng mà em ở nhà là bao nhiêu tuổi vậy chị? Trời ơi, nó năm nay là 13 nó là 10 tuổi à, 10 tuổi thôi. Trời ơi em ơi, mà chị nói thiệt với em nha, không phải là chị khoe con chị đâu,
không ngờ đâu, em mà gặp nó một cái em quỳ xuống là em bái phục nó liền. Chị đây nè, chị ngưỡng mộ con chị lắm, hết sức là thông minh, hết sức là cá biệt, phải gọi con chị là thần đồng đó em. Dạ thần đồng. Trời ơi, nó thích vẽ lắm, nó mê vẽ lắm. Trời ơi, em không tin ha, em tới đi, em kêu nó vẽ con bò cho em coi, nó vẽ liền nguyên một đàn bò, tin không? Chị ơi, nhưng mà em nghĩ á, học hội họa đó thì mình ngoài cái lòng đam mê ra, mình còn phải có thêm cái khiếu, năng khiếu nữa. Thì đúng rồi, chị nói dạ, nói mà rồi. Con chị nó có khiếu lắm. Dạ, nhưng mà nó thuộc về cá biệt mà. Trời ơi, chị nói thiệt với Cưng á nha, tới đây lâu lâu á mới có đứa vậy chứ không phải có hoài đâu. Chị nói thiệt với em vậy đó. Trời ơi, em gặp nó một cái em hết hồn liền. Nè, sao giờ vậy? Dạ, nhưng mà nói thiệt với chị là hồi nào giờ em chưa có đi dạy, cho nên bây giờ em cũng ngại lắm, không biết làm được không. Không ấy bây giờ chị cho em thử việc thử đi chị. Không không không, không thử gì hết. Chị thấy là chị chấm em liền à. Trời, nói thiệt á, Cưng phải hiểu như vậy nè. Bây giờ mình khó tin ai lắm. Nhà chỉ có hai mẹ con thôi. Nếu mà chị giao con chị cho một cái người mà chị không biết á, một người xa lạ đó, làm sao mà chị tin tưởng cho được, đúng không? Nhìn thấy em như vậy, hiền lành như vậy, đẹp như vậy, nói chuyện quá sức là dễ thương, mà lại là cháu của anh Hải nữa, thì làm sao mà chị không tin cho được. Bây giờ vậy, để cho đỡ mất thời gian, dạ, chị sẽ gửi tiền trước cho em, coi như là a văn cho em một tháng lương trước. Chị dạ cũng không? Vậy đó, chị đi hát ở nơi nào có a văn chị mới hát, còn không chị không hát đâu nha. Rồi Cưng cứ cầm, dạ Cưng không, cứ cầm không, đi không, đó mà... đây rồi, nếu có gì cứ việc nói thẳng với chị không sao hết. Đây cầm tiền cho dạ chị không, còn đây là địa chỉ không, còn đây là địa chỉ nè ha, rồi số điện thoại của chị Cưng cứ việc gọi ở trong đây ha, muốn gì cứ việc gọi điện thoại cho chị, ngày mai chị sẽ gặp em. Dạ thôi bây giờ em thấy gì là cho em xin cái địa chỉ đi. Không, ngày mai em đến. Đừng có làm cho chị giận. Nhưng mà em như vậy ngày nào mà đó. Em không nhận tiền cho chị là coi như em từ chối tấm chân tình của chị, là chị giận, chị buồn lắm đó, nghe chưa. Cầm đây, thôi không có nói nhiều, tôi còn phải nhiều việc tôi phải làm, tôi bận dữ lắm. Thôi giờ chị đi nha. Chào em nha, bye bye nha. Hẹn gặp lại nha, gặp thần đồng của chị nha. Dễ thương quá, đi đi nha. Vậy không, còn người một chút xíu nữa thôi là cô giáo sẽ đến đây dạy con học vẽ nữa mà. Ôi ngoan quá kìa, thiên tài con yêu, ráng đi nha con nha, ráng học vẽ cho giỏi đi, rồi con của mẹ sẽ là một thần đồng, và mẹ hứa với con, mẹ sẽ mở cho con một cái gallery về hội họa. Trời ơi, lúc đó đó hả, cả nước sẽ biết đến con, mà không chừng cả thế giới đều biết tên của con ấy nha. Thôi nha, mẹ đừng nói là mẹ cũng sẽ mở riêng cho mẹ một cái sân khấu nha. Đúng rồi, dứt khoát là như vậy. Mẹ sẽ mở cho mẹ một cái sân khấu, chỉ là độc quyền tiếng hát của mẹ. Hai mẹ con mình nổi tiếng cả thế giới luôn. Thần đồng, thần đồng. Con nói con không phải là thần đồng nữa mà. Nếu như con không thần thần đồng thì mẹ sẽ là thần đồng. Hiểu chưa? Ủa mình mà đâu được ta. Nếu mà tôi là thần đồng, không lẽ tôi thần đồng, tôi đẻ là thần đồng 10 tuổi sao trời, vậy lên tôi là quái thú sao trời. Thôi mà, con yêu của mẹ, thần đồng của mẹ. Mẹ ơi, con 17 tuổi rồi, tại sao mẹ ép con phải trở thành một đứa con nít 10 tuổi là sao vậy? Mẹ lúc nào cũng vậy ta, mẹ có hiểu tâm trạng của con chứ. Mẹ muốn làm thần đồng thì mẹ làm đi, con không có làm đâu. Cẩn cẩn. Ôi em đẹp
lắm. Chim quả mi của anh. Ôi chào chim sẻ. Hai. Sẻ. Ừ. Ôi anh yêu, anh cứ khen em đẹp hoài, có thiệt không á nè? Em đẹp thật đấy chứ. Em biết không, có những người phụ nữ á, càng già thấy càng già, còn em càng già thấy không được già. Chính vì vậy mà anh đã nảy ra những án thơ tình để tặng em đó. Ôi sao mà cứ làm thơ hoài vậy không biết. Bài thơ ấy có tựa đề là Dáng Em. Em cho phép anh được phò thơ nhé. Anh làm gì? Anh được phun thơ cho em nghe nhé. Bài thơ ấy như sau. Phọt thơ ra rồi hả? Bây giờ bắt đầu phọt ra đó hả? Hồi đầu anh phun nè. Ôi em Lê Lan Thanh, hoa hậu của lòng anh. Em trong tà áo hường, giống nước đường pha chanh. Ủa vậy là làm sao anh? Là em đẹp lắm, em biết không, nước đường, đường phải cần cho nước chanh. Mà nước chanh uống vô thì nó mát, nó đã, nó giải khát lắm. Mà anh là người từ xa tới đây nãy giờ, khát nước quá, có thể cho anh ly nước được không nhỉ? Ôi, cấn, 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 cấn nữa, cấn nữa. Quà cho em, quà cho em. Xà bông, xà bông Lifebuoy. Vậy à? Em biết không, đây là những dầu gội mà anh bảo đảm em rất thích. Tại vì á, ban ngày anh đi ra đường rồi bụi bặm rồi tóc rồi mồ hôi rồi ra tóc nó không có được đẹp, cho nên em phải gọi bằng dầu gội xà bông Lifebuoy này để tóc em nó khỏe nè, nó dày nè và nó mượt nữa. Đây là một sự rất cần thiết cho các thành viên trong gia đình đó em à. Ôi như vậy là em xài được mà là thiên tài cũng xài được à? Thiên tài là ai? Là con em. À chim sẻ. À. Ôi cho ly nước được không? Khát nước quá. Uống nước mà làm cái gì mà ghê. Nước chanh nha. Được rồi. Cho tặng hết như đây. Tặng hết nguyên đống xà bông này cho em luôn. Ôi anh đi là chù đảo quá. Giờ em phải thêm nước chanh nha. Một ly nước chanh nha. Nước chanh. Ôi thương gì. Dạ chào chú. Dạ chào cô. Mất hồn. Xin lỗi cô tìm ai ạ? Dạ thưa chú. Chú cho cháu gặp cô Lan Thanh nè. Có chuyện gì không? Dạ thưa cháu là Ngọc, cháu đến đây để dạy dỗ cho bé Thiên Tài, con trai của cô Lan Thanh đó chú. Thiên Tài nào? Tôi nhớ rồi, mẹ cháu có nói với tôi biết, thần đồng. Dạ, mời cô ngồi. Dạ, cảm ơn chú. Nói vậy là cô tới đây cô tìm chim sẻ, phải tìm quả mi của tôi. Dạ. Tôi xin tự giới thiệu với cô, tôi là nhà thơ Hải Hùng. Dạ, chào chú. Tôi xin giới thiệu cô một lần nữa, tôi là người sáng tác ra những án thơ tình lãng mạn, hấp dẫn nhưng không kém phần kinh dị. Dạ kinh dị hả chú? Đúng. Thơ của Hải Hùng mà không có kinh dị là không phải thơ của Hải Hùng. Đây, nước chanh nè. Ồ, cô giáo đến rồi đấy ha. Xin giới thiệu, đây là cô Chư Ngọc, cô giáo của Thiên Tài đó. Rồi xin mời. Đây. Nước anh người nhà vô trong uống. Mời cô, tôi người nhà uống lúc nào cũng được. Thôi chứ cô ngồi nói chuyện với lại Lan Thanh nhé. Tôi vào trong tôi uống nước. Anh cô uống nước nha. Trời ơi, cô Như Ngọc rồi đến rồi, tôi mừng quá. Giới thiệu liền. Thiên Tài ơi, sao đi biết con? Trời đất ơi, thiệt tình. Cái gì vậy? Uống nước nó đổ ướt áo trơn. Bị gì ém lâu quá không uống nên nó khát, nó dồn lên, đổ ướt áo trơn hết trời. Nước dựng sẵn từ uống là lần nào uống là cũng đổ trơn. Trời là sao vậy? Thiên Tài. Chim sẻ của chú đâu? Chim sẻ ơi, nó bay ra rồi trời. Đây, xin giới thiệu với con, đây là cô Như Ngọc mà mẹ đã nói với con đó. Còn đây là Thiên Tài đó, 10 tuổi thân đông. 17 tuổi. 10. Em 10 tuổi mà cô đã nói với con. Đây nè. Nè, khoanh tay, chào cô giáo đi con. Rồi em đó, biết sao không thấy già quá phải không? Nhưng mà thiệt sao không phải đâu, 10 tuổi nè, giỏi quá, tài năng quá, thành ra nó già sớm á. Nó bị ép quá hiểu không? Con khoanh tay chào cô. Chị chào em. Chị đến đây để dạy dỗ cho em. Em đồng ý chứ? Dạ thưa cô,
Bé Thiên Tài không biết nói hả cô? Biết chứ. Nó nói dữ lắm. Trời ơi, mỗi lần nó tới đây chơi nó đủ chú về hoài à. Nó chú về đi, chú về đi, chú phải về. Hôm nay nó không nói là nó có hành động cái gì đó. Nó liếc rồi kìa, nó liếc tôi đó tay đâu. Trời ơi anh, sao một cái đùa giỡn à, có gì ghê, có gì ghê á. Trời ơi giỡn suốt ngày chứ thôi đó. Đừng có nói như vậy rồi cô giáo cứ sợ làm sao, cô không hiểu nữa mà. Thôi được rồi, bây giờ về. Bây giờ rồi chị phải đi. Chị phải đi lính phòng trà để mà luyện luyện giọng đó. Trời ơi chị bận dữ lắm em ơi. Thôi bây giờ về gửi cháu cho em nha. Hai cô cháu, hai thầy trò ở nhà học với nhau vui vẻ nha. Đi chút xíu về liền à. My love, my darling, lấy mô tô chở em đi diễn show. Đi nha, đi chút xíu về nha. Xin lỗi, cái này cô có uống không? Không uống thì chắc mới tới nên ngại chưa uống, dám uống phải không? Tôi uống cho. Uống sao? Đi đường mà khát lắm. Uống vậy ngồi uống dồn lần nó đổ lum la mệt lắm. Mỏ lớn tụi nó liệt mỏ hay sao? Uống đổ hoài à. Đi. Cho tôi miếng khăn giấy, cho chùi. Cảm ơn. Đi lẹ lên đây đi. Ở nhà nha. Đi chút xíu về nha. Thầy trò biết nhau quá. Dạ chào cô. Chào em. Chị nghe mẹ em nói là em thích học dễ lắm đúng không? Không. Vậy chứ em thích họa sĩ nào nhất? Em thích thể loại tranh nào nhất? Không. Thôi được rồi, chị sẽ không hỏi em nữa. Mình bắt đầu vào bài học thôi ha. Không. Đây, chị sẽ giới thiệu cho em. Chị sẽ giới thiệu cho em các loại giấy. Đây là giấy canh sông. Đây là giấy gió. Còn đây là cọ vẽ. Em sẽ làm quen với các loại cọ ha. Đây. Này là cọ vẽ. Đúng rồi. Giấy gió, giấy canh sông. Làm okay. Tông. Không học. Sao cục gì đen thùi vậy? Anh hiểu không? Không hiểu, hiểu con em á. Ngu. Ngu luôn. Làm sao chúng ta hiểu được? Đây là của một người thiên tài. Làm sao chúng ta có thể hiểu được hết ý của thiên tài? Anh hiểu không? Nếu hiểu được thì chúng ta cũng là thiên tài rồi. Anh hiểu chưa? Coi coi nè. Ôi. Đẹp chưa? Ôi. Chim họa mi của anh. Dạ. Anh thấy cục bị đen tù lùi à? Đâu có trù tượng gì đâu, anh không biết gì trơn á. Trời ơi, em đã nói đây là một bức tranh trù tượng, làm sao mà chúng ta hiểu được cái chứ. Nè coi nè. Bây giờ bức tranh như vậy anh ơi, bây giờ em sẽ đặt tên của nó là tên là gì? Bóng đen tội lỗi. Chà, tựa kinh dị dữ á. Không vậy thôi, bây giờ em đặt tên là em và bóng đen. Em và bóng đêm, vậy ai là em? Vậy em là đây, còn bóng đêm là đây. Trời đất ơi, cái bộ nó nghe nó cấn cấn dữ lắm đó, em nghĩ kỹ lại coi sao nghe. À, thôi bây giờ em đặt gì nè. Phải rồi, đêm huyền diệu. Đêm huyền diệu à? Đêm huyền diệu. Trời ơi, trời sao mà tôi lại thiên tài nữa rồi, trời sao tôi lãng mạn dữ vậy nè. Anh ơi, trời ơi, em mừng quá. Em không ngờ mới có mấy ngày thôi mà nó đã phát triển được như vậy rồi. Mà nó học lâu nữa thì không biết sẽ như thế nào. Anh cũng mừng quá. Bây giờ như vậy, em quyết định rồi. Sao em? Em sẽ đến gặp nhà báo Trương Quả. Thứ nhất là em sẽ giới thiệu cái bức tranh này để cho cả thế giới đều biết. Và cái thứ hai nữa là cái gì không? Trước khi em tổ chức cái live show của em là người ta rất là cần cái chân dung. Chân dung của một nghệ sĩ đăng lên để cho người ta biết em là ai. Lê Lăng Thanh tài năng như thế nào. Em gặp nhà báo Trương Quả. Dạ. Viết bài có tốn tiền không? Chắc tốn bộn dữ á. Có không? Đồ quỷ. Sao? Cái gì chuyện này, cái vụ mà tiền bạc mà đưa để lăng xê tên tuổi của mình, cái chuyện đó chứ em với anh biết thôi. Như là nói là lớn thì người ta biết, người ta cười sao.
Chứ em hỏi anh à, em về nhà báo nào dám đăng bài để ca ngợi em á? Thì cũng giống như anh thôi. Anh sao? Cái thương anh vậy á, anh đâu biết đâu. Hả? Anh đâu có hiểu em khổ cực đến nước nào, là em phải bỏ tiền ra năn nỉ cái nhà xuất bản sản xuất coi như là đăng ra cái mấy cái tập thơ của anh, xong rồi cũng chính em phải bỏ tiền ra em mua chứ, ai mà ai khùng điên đâu đăng xong rồi ai đâu bỏ tiền ra mua, đúng không? Ôi darling của anh, em đừng nói như thế, đừng nói. Thôi bây giờ em phải đi, chúng tôi lại trễ giờ nha. Em đi sớm về sớm nha. Rồi mình xin mình gặp người ta phải đi đúng giờ, xin gặp người ta cũng đi trễ, đuổi thẳng ra khỏi cửa. Giữ bức tranh cho em nha. Anh sẽ giữ. Tụi mình là như vậy thôi. Nhưng mà thiên tài thì không phải vậy đâu. Tự nhiên nó phát sáng. Tự nhiên là coi như là mùi thơm nó lan tỏa, người ta phải nhào tới thôi. Giữ bức tranh này cho em. Anh sẽ giữ. Giữ chặt cho em. Giữ như giữ con người mắt mình. Em đi nha. Mình đa lên. Thiệt tình, thiệt ráng chịu đựng chứ thiệt. Trăng dày mà dám bịa ra, nói là đêm huyền diệu. Này ném về đêm khủng khiếp chứ huyền diệu cái gì. Dạ thưa chú. Dạ. Sao nhà này ai vô tôi cũng mất hồn hết trơn ta. Dạ cho chắc. Ủa sao kỳ vậy ta? Chắc mình lộn quá à. Sao vô đây giống như tụ điểm ca nhạc vậy nè. Bậy, tôi xin đánh chánh. Đêm phải tụ điểm ca nhạc. Đây là nơi người dân cư ngụ ạ. Dạ, à, cho cháu hỏi thật. Ông Tư Cò. Đúng không? Đúng ông Tư Cò không? Tôi xin đánh chánh đợt hai. Dạ. Dạ sao ạ? Cậu muốn mua chim cò thì ra đồng ruộng. Ở đây là nhà người dân cư ngụ, không có phải là cái nơi mà cò xâm nhập như được nha. Thôi đi, ông là ông Tư Cò chứ còn là ai nữa, làm sao mà tôi lộn được. Chà, mà mấy tháng không có gặp ông nha, bây giờ ông thay đổi lẹ ghê luôn á, xém chút là không nhận ra rồi đó. May nhờ cái mỏ này, mỏ món này mới nhận ra. Xin lỗi, người giống người ai cũng dễ giống tôi. Thôi đi, làm sao mà tôi lộn ông được, ngồi xuống đây. Nè, mà sao hồi trước á, ông tóc tai là râu quăng quýu rồi bạc trắng à. Sao bữa nay tóc đen, râu đen, duỗi kéo dù sao mà hay vậy? Người giống người ai cũng dễ giống tôi mà. Nè, nói nghe là góp ý nha. Râu đen, tóc đen được rồi, chứ mày sống nhuộm luôn đi để bật phết rồi. Bộ điên sống nhuộm? Bộ điên hả? Ngắt chữ này tức cào máu họng đây nè. Thằng khốn kiếp, cái thằng mà nhuộm tóc cho tôi đó. Tôi nói á, mày nhuộm hết tất cả mọi thứ, tóc râu rồi chân mày nhuộm hết cho tao đi. Anh nói à, tóc râu thì nhuộm được, chân mày không dám nhuộm. Hỏi tại sao mày không nhuộm? Nói nhuộm chân mày lỡ thuốc vô mắt là đuôi mắt sao? Thôi cũng có lý chứ. Râu nhuộm được đó. Râu nhuộm được nhưng mà nó lỡ mà dính thuốc vô mà họng mình, xúc miệng tôi kẹp kẹp là nó hết. Còn nước thuốc mà rớt vô mắt là đuôi luôn. Nên mấy lấy mắt ra cái chui gắn lại lắp ráp bút bê. Rồi vậy là công nhận là Tư Cò đó phải không? Tư Cò tôi đó. Nè, mấy tháng nay đi đâu hả? Ông còn thiếu tiền ba tôi nghe chưa? Tôi đi khất thực, tôi đi tha phương cầu thực để kiếm sống cậu à. Tha phương cầu thực hả? Hay là trốn nợ? Mấy tháng nay là thiếu tiền ba tôi đó nghe chưa? Không trả là ba tôi báo cảnh sát đó nghe chưa? Tôi lại cậu được cái lá ôm sồn, người ta biết là tôi chết cậu à, tôi lại cậu mà. Tôi đi tìm Ngọc, Ngọc có đây không? Có, cô Ngọc nói là chút nữa cổ tới, nay cô kẹt công chuyện tới trễ chút xíu. Vậy hả? Cậu ơi, cậu ngồi chơi nghe. Ừ. Tôi lấy nước cho cậu uống nghe. Chà, cái thằng cha này bí hiểm ghê ta, tới đây làm gì? Cậu ơi, cậu uống nước đi. Nè, tới đây lừa đảo phải không? Hơi mặn chút mà không sao uống được. Cải trang hay làm gì? Tới nhà người khác lừa đảo đúng không? Bậy nữa, tôi lại cậu, tôi biết lừa đảo, lừa gạt ai bao giờ đâu. Tôi tới đây tôi chơi với là bà Lan Thanh. Lan Thanh là? Là bà chim quả mi trong Gia Trang này nè. À, cậu biết sao không? Thật sự nó làm vậy. Tôi thấy bà Lan Thanh á, bà bị thần kinh, bà ảo tưởng. Vậy hả? Nó chính xác bà là người đàn bà mộng du giữa ban ngày. Rồi bà thích thơ, tôi cũng thích thơ, mà điều này mới quan trọng nè. Cái thần kinh của bà liên tưởng đến mức mà liên tưởng sang con trai bà luôn nữa. Thằng nhỏ 17 tuổi bà ép thành 10 tuổi làm thần đồng. Bởi vậy mà tôi thấy bà cũng có đồng cảm với tôi đó. Tôi mê thơ, bà cũng mê thơ, mà thực sự là tôi cũng có tình cảm với bà đó. Rồi thấy bà cũng có tình cảm với tôi,
Rồi bà có tiền, tôi cũng cần tiền, cho nên tới với bà chứ không ai lường gạt ai vậy trớ trọi á. Thôi, có chuyện nói chuyện của ông mệt quá, tôi không cần biết. Nhớ trả tiền cho ba tôi nghe chưa? Bây giờ vậy, ông Tư Cò nè, tôi lại cậu đừng có Tư Cò, tôi lại cậu đừng có Tư Cò. Cậu nín, cậu nhìn thẳng vào mắt tôi, nhìn. Mắt gì phải nhìn? Phải nhìn. Hãy nghe đây, hãy quên đi, quên Tư Cò, hãy quên đi. Tôi biết cậu đang quên và sắp sửa quên chưa? Tư Cò. Tôi lại cậu đừng có Tư Cò. Tôi thôi miên sao có tác dụng vậy trời, trời ơi trời. Hải Hùng, nhà thơ Hải Hùng. Nhà thơ Hải Hùng. Cậu Hải không? Nhìn tôi cậu Hải Hùng không? Quá Hải Hùng đi. Hải Hùng. Thôi được rồi, bây giờ dây, tôi sẽ quên cái tên Tư Cò của ông. Ha? Với một điều kiện. Điều kiện gì? Giúp tôi làm cái chuyện này. Cậu muốn 10 chuyện tôi cũng làm nè. Hãy quên chưa? Quên không quên, đã quên đúng không? Rồi, coi như quên đi. Nói đi, chuyện gì? Nhà có ai không? Không biết con nào không nữa. Không biết thật, nói đại đi, lẹ nghe nhỏ đi. Được không? Quá dễ. Nè, nếu mà giúp á, thì Hải Hùng, mà quên thì Tư Cò. Lâm vậy? Liệt mỏ. Lớn tuổi á, cái cơ miệng nó khép vô không có được. Nghĩ cũng tội nghiệp bà Lan Thanh. Bà thần kinh, nhưng mà bà dễ thương lắm. Bà ước mơ làm ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng mà không bao giờ bà chuyên nghiệp được hết. Bà suốt đời chỉ nghiệp dư thôi. Giọng ca của bà như mèo quang trên mái ngói như... Vậy mà đòi làm live show. Giờ sao, có đồng ý giúp không? Tôi đồng ý. Thôi cậu về đi, để tôi tính kế. Mực rớt vô cho nên nhớ nó như vậy nè. Dạ. Cô nói thì sao? Con mèo vô tình nhảy qua cái giá vẽ rồi mực đổ vô đó cô. Bức tranh này là do Tu Nam Miêu đã làm ra bức tranh này. Dạ, Tu Nam Miêu là con mèo. Phải không? Phải cô nói. Dạ đúng rồi, con mèo. Không bao giờ. Cô không hiểu gì hết. Dạ. Bức tranh này là do Tu Nam Miêu cố tình vẽ chứ không phải là vô tình. Cô nói sai. Cô ơi, tại sao vậy ta? Tại sao trong nhà tôi hết thần đồng này xuất hiện, lại đến thần đồng kia xuất hiện, bây giờ Tu Nam Miêu là một thần đồng mèo? Cô ơi, cô bình tĩnh đi cô. Không, làm sao tôi có thể bình tĩnh được chứ? Cô Ngọc, dạ, tôi nảy ra một ý nghĩa rất là táo bạo. Dạ sao thưa cô? Đúng rồi, rất đúng. Kỳ này tôi sẽ không tổ chức một cái live show của tôi ở trong một cái sân khấu bình thường. Không, tôi sẽ tổ chức trong một cái sân khấu tròn ở rạp xiếc. Tôi sẽ diễn chung với Thu và Tu Nam Yêu của tôi sẽ ngồi ngay chính giữa vòng tròn vẽ, trong khi đó tôi sẽ vừa hát vừa đu dây. Khi mà tôi hát đu dây thì là Tu Nam Yêu vẽ. Khi tôi hát vừa xong bài hát rồi thì Tu Nam Yêu cũng vẽ xong rồi, sẽ tặng liền cho khán giả. Khán giả nào có những câu hỏi hay nhất về tôi. Đúng rồi. Ôi trời ơi, Hải Hùng, nhà thơ Hải Hùng của em đâu? Em sẽ tổ chức một cái ly giờ show tại sân khấu rạp xiếc. Yeah.
chuyện gì mà là âu sầu? Dali, chuyện gì vậy Dali? Chuyện gì vậy Dali? Trời khủng khiếp. Chuyện gì vậy em? Chuyện gì? Tu Đà Miêu. Sao? Ai vậy? Ai giết Tu Đà Miêu? Thằng đồng Tu Đà Miêu đã chết. Dali. Khủng khiếp quá. Em bình tĩnh, bình tĩnh. Biết đâu là cái con mèo đó nó đi ăn vụng rồi người ta bẫy nó hoặc là nó té nó chết thì sao? Chắc không phải đâu, dễ sợ lắm chú ơi. Chết máu, chắc là ai cắt cổ nó, máu nhiều lắm chú ơi. Anh nói đúng ơi, tại sao vậy? Tại sao tu Nam Miêu thần đồng vừa vẽ xong một bức tranh thì chết? Có khi nào họ sẽ giết luôn thiên tài thần đồng của em không? Không được, nếu như vậy phải báo bảy bình tĩnh Dali, bình tĩnh. Dục tóc là bóc dục, ôi dục tóc là bất đạt, em hiểu không? Bây giờ em báo cảnh sát, cảnh sát đi xử một cái vụ con mèo chết oan à? Không ai xử vụ đó đâu em à? Dạ đúng rồi, em nghĩ là không nên báo đâu cô. Nếu như vậy thì làm sao bây giờ? Em sợ quá, Dali, có sao Dali? Tôi khó thở, em mệt tim phải không? Tôi lấy thuốc, làm ơn lấy thuốc giùm. Anh đi ở đâu để cháu lấy cho cô? Trong tủ. Dạ, đừng. Tôi người nhà, tôi biết chỗ lấy, tôi đi lấy cho. Tôi đi lấy nha. Vô trong. Anh vô trong lấy thuốc uống cho nó khỏe nha. Đi vô trong uống. Đi. Đi gì vậy? Chim sẻ nhìn với ánh mắt chim cú giỏ, chim hạc sợ. Anh Hùng ơi. Đêm nay anh phải ở đây với mẹ con em. Em không dám ở một mình trong một cái căn nhà như vậy đâu, dễ sợ lắm. Ok, tối nay overnight. Mẹ, đi uống thuốc cho khỏe nha. Vô đây em. Bây giờ chỉ có hai chị em mình ở đây thôi. Chị muốn nói chuyện với em. Chị muốn nói cái gì? Em có tin chuyện con mèo vẽ tranh không? Tin chứ. Chính vì tin điều đó mà em đã ra tay giết con mèo đúng không? Tại sao em lại làm như vậy? Không phải em là người giết con mèo, mà đó chính là... Sao? Hả? Em không có giết con mèo, nhưng mà còn cái chuyện con mèo nó làm ngã cái lọ mực tạo nên bức tranh như vậy thì đó là chuyện sự thật. Cũng giống như chị vậy đó, chị đó cũng đã tin những chuyện không đâu hết. Chị tin rằng em là một đứa trẻ 10 tuổi đúng không? Rồi chị mới nhận lời mẹ là dạy em học vẽ đúng không? Không đúng. Ban đầu rõ ràng là chị không tin là em 10 tuổi, nhưng mà chị vẫn quyết định dạy em học là bởi vì chị muốn giúp đỡ em để ước mơ của em trở thành hiện thực. Nhưng mà cuối cùng đến bây giờ thì chị mới biết chị đã thất bại. Phải chị, ngay từ lúc đầu em quyết ngăn không cho mẹ em làm những chuyện như vậy. Nhưng mà tại vì bữa đó em thấy chị khóc nhiều như vậy, cho nên em mới nhận lời học. Sao đâu, chị ngồi đi, để em đi lấy đèn cày cho. Thấy đường không? Dạ đường mà, không sao đâu. Có ai không vậy? Đâu có ai đâu. Hồi nãy giờ có một mình chị ở đây à? Không, hình như là em thấy có một cái bóng người. Phải không? Dạ. Con nhìn với mắt chim cú hoài vậy con, chim hạc sợ chứ. Chú làm cái gì vậy? Tôi đi vô. Khoan đã. Hả? Chú dừng lại đi. Người đang bệnh mà. Con nói chú dừng lại đi. Con biết rõ tất cả mọi chuyện rồi nha. Tôi chết rồi. Cái gì vậy Trần Ngọc? Cô thành.
vậy? Mẹ không có động đậy, không cử động gì hết. Bây giờ chị bình tĩnh, chị đi kêu xe cấp cứu giùm em đi. Nhanh lên đi. Sao không dậy nổi? Chú đứng lại. Nếu như má tôi có chuyện gì, tôi không để yên cho chú đâu. Trời ơi, không lẽ rồi thuốc nó lố đà sao? Như vậy thì Quả My sẽ không được hót nữa sao? Không, dù gì Quả My cũng phải hót. Quả My ơi, Quả My của anh ơi, phải hót. Quả My. Tại sao trong ngôi nhà này chỉ có mấy ngày thôi mà xảy ra bao nhiêu chuyện rồi trời. Tao là cô ngốc không dạy nữa. Tu Nam Miêu bị ám sát, Tài bỏ nhà đi. Còn tôi uống thuốc gì, uống thuốc trợ tim mà trở thành uống thuốc ngủ. Rồi đi cả báo chí sẽ đăng lùm lên là Lê Lan Thanh tự tử. Trời gì sao còn gì là thân danh của tôi nữa hả trời? Đây, đây, đừng dục, đây, cầm cho. Con tôi nó đi đâu từ xưa giờ chứ bây giờ nó bỏ nhà nó đi vậy, phải báo như cảnh sát. Đừng dục, đừng dục, đến cầm cho. Anh nói rồi đừng có khóc nữa mà. Khóc mà nãy giờ không là hai hộp rưỡi giấy rồi đó. Anh đi lụm giấy không mà còng lưng nãy giờ, thần kinh tọa đó em biết không? Yên tâm đi, con nó đi chơi chút xíu về liền gì. Nó đi chơi game Lion gì nó về tới giờ nè. Với lại đó, anh á là có nhờ cô Ngọc với lại bạn, với lại anh Cường. Anh Cường đi tìm giùm rồi. Cường nào? Bạn trai cô Ngọc đó. Không, bây giờ tôi không biết Cường nào, tôi không cần biết Ngọc nào hết. Tôi chỉ còn muốn Thiên Tài con trai của tôi thôi. Trời ơi, thiệt, tôi biết mà. Cái gì vậy? Thiên Tài! Con của mẹ! Ơi, con của mẹ! Con đi đâu? Con đi đâu rồi? Mẹ hối hận quá, con bỏ mẹ con đi đâu? Con có làm sao không? Có ai ám sát con? Có ai giết con? Có ai đánh đập gì không? Mẹ ơi, Thiên Tài! Thiên Tài, mẹ con của mẹ! Thiên Tài ơi, con không sao hết mà. Con xin lỗi mẹ. Nhưng mà tại vì con không muốn ở trong căn nhà này nữa. Con không có muốn bị mẹ ép con trở thành một thần đồng 10 tuổi, mẹ có hiểu không? Mẹ hiểu rồi. Mẹ biết là mẹ có lỗi rồi mà. Chậm nước mắt đi em, giấy sạch đó. Ủa, chú vẫn còn ở bên cạnh mẹ con hả? Chim Quả My bệnh, chim hạt phải kế bên săn sóc chứ. Được rồi, cảm ơn chú. Bây giờ trước mặt mọi người nè, chú có muốn nói cái gì không? Cái gì vậy? Cái gì vậy hả Thiên Tài? Con hỏi chú có muốn nói cái gì không? Con biết rõ hết mọi chuyện rồi đó. Chuyện gì vậy? Thưa cô, chuyện là như vậy. Thực ra thì em Thiên Tài đã kể cho cháu nghe hết tất cả mọi chuyện. Mọi việc ở trong nhà này là do chú Hùng gây ra hết. Từ chuyện giết con mèo, rồi cho máu vào bức tranh, rồi màu, tắt điện. Màu chứ không phải máu. Tôi đánh chắn, màu chứ không phải máu nha. Màu hay máu gì cũng vậy hết á. Là sao? Tại sao anh phải làm như vậy? Tại sao là anh lại để Màu vô bức tranh để làm gì? Mẹ ơi, chú Hùng làm như vậy á là để cho căn nhà của mình trở nên rất là rùng rợn, để cho chị Ngọc sợ, chị Ngọc không dạy con nữa. Trời, ai cũng biết con đã làm như vậy là để kết thúc cái bản hợp đồng giữa chú với anh Cường. Ai cũng biết hết trơn em, ai cũng biết hết trơn chuyện làm, ai biết hết trơn. Trời, ai cũng biết hết trơn. Cường, nó nói luôn hợp đồng mình đi con, nó biết luôn hợp đồng, nó biết luôn nè, nói luôn đi con, biết hết. Dạ thưa cô, dạ cháu xin lỗi, lỗi tất cả mọi lỗi là do cháu gây ra. Cháu muốn là Ngọc đi phải nghe theo lời khuyên của cháu là không đi làm thêm nữa. Cho nên là cháu mới ép ông Tư Cò làm tất cả mấy cái chuyện lộn xộn nhà cô đó. Đây là Tư Cò. Dạ. Nhà thơ Hải Hùng. Hùng là ông Tư Cò. Dạ, bởi vì ông Tư Cò có nợ tiền đất của ba cháu á, cho nên là nhờ cái điểm đó mà cháu ép ông Tư Cò làm. Như vậy là chính anh là người lấy thuốc trợ tim cho tôi. Nhưng mà anh lại không lấy thuốc trợ tim mà anh lấy thuốc ngủ. Anh xin đánh chắn, thuốc ngủ loại nhẹ nhất. Nhưng mà tại sao anh phải làm như vậy? Nếu anh không làm như vậy thì em thức, em báo cảnh sát bắt anh sao? Mẹ thấy chưa? Bây giờ tất cả mọi chuyện rõ ràng hết rồi. Tại sao vậy mẹ? Tại sao lúc nào mẹ cũng sống trong ảo tưởng hết vậy? Lúc nào mẹ cũng nghĩ mẹ là một ca sĩ nổi tiếng, cả thế giới đều biết đến mẹ.
Mẹ từ chối tất cả những điều tốt đẹp xung quanh mẹ. Ngay cả con cũng vậy. Mẹ cũng từ chối con nữa sao mẹ? Dạ thưa cô, theo cháu nghĩ thì em thiên tài mặc dù không có khả năng về hội họa, nhưng mà em lại có những suy nghĩ rất là tinh tế cô à. Và một điều quan trọng nữa là Tài rất thương yêu cô. Chính vì vậy mà em xin cô là hãy để cho em Tài được sống, được học tập như là tất cả những bạn bè cùng trang lứa của em. Thưa cô, cháu và Ngọc xin hứa là sẽ coi em Tài như là em của mình. Em à, bây giờ anh biết rồi, anh không có ép em nữa đâu. Em cứ làm theo mọi gì của em đi, miễn là tụi mình yêu nhau là được rồi ha. Tôi xin lỗi tất cả mọi người. Tôi cảm ơn cô, tôi cũng cảm ơn cả cậu nữa cậu Cường à. Còn con, mẹ xin lỗi con. Bắt đầu từ hôm nay, mẹ sẽ hãnh diện và mạnh dạn mẹ nói rằng mẹ đã có một đứa con 17 tuổi và rất thích hội họa. Còn mẹ không phải là một ca sĩ nổi tiếng, mẹ chỉ là một ca sĩ bình thường thôi. Mẹ hiểu hết rồi con à. Mẹ ơi, xin phép cho tôi được đi uống nước. Đứng lại, bây giờ anh muốn nói cái gì không? Nói đi chứ, nói đi chứ. Anh yêu Thanh thật, anh yêu Thơ thật, anh thiếu tiền thật, nhưng anh yêu em Thành thật. Và bây giờ chú bước ra khỏi nhà đi, đó là một sự thật. Câu nói cuối cùng cũng là câu nói chính xác. Anh Hùng, anh Tái Bút, ôi em Lê Lan Thanh, hoa hậu của lòng anh, em trong áo đỏ xanh, đẹp như một trái chanh. Xin hãy đừng quên anh Tư Cò nhé. Thiên tài của mẹ, thiên